Xin chào quý vị và các bạn. Tiếp tục em lại lên cho quý vị và các bạn một cái dòng máy của hãng ThinkPad nữa nhé. Nhưng con này thuộc dòng phân khúc cao cấp. Nó là model của dòng P nhé quý vị nhé. P53S. Nó là cái phân khúc vừa mới sản xuất gần đây quý vị ạ. Bình thường quý vị thường hay xem những dòng P thì của nó có độ dày rất là dày. Nhưng con này của nó thì siêu mỏng những vị nhá. Màn 15.6 inch nhưng mà rất là mỏng. Nó chỉ dày hơn cái con mà màn 13.3 inch một tí thôi. Nó rất là mỏng. Nó không dày như những con mà đời P51 hoặc là P52. Đấy, dòng P53S này một dòng máy thời trang có các đồ họa các thứ. Vâng, đấy. Dòng B của nó là dòng mà thuộc diện là sử dụng cái linh kiện cao cấp nha quý vị nhá. Đây, đây mặt sau của nó đây quý vị này. Con này về thì nhà em về thì nó siêu đẹp nha quý vị nhá. Nhà em gần như là tuyển chọn các cái dòng máy đều rất là đẹp. Tuy nhiên một số những quý vị hỏi em là con này nó đẹp như mới không em? Thì em cũng xin nói với cũng xin trả lời với quý vị rằng là tất cả hàng nhà em là mua là hàng cũ về nha quý vị nhé, mua hàng cũ về cho nên nó sẽ có những cái dấu hiệu của hàng cũ đó, chứ không phải là đẹp như hàng mới. Đẹp như hàng mới người ta sử dụng ở bên Nhật là người ta sử dụng đã hết thời hạn bảo hành, thì đương nhiên thì trong thời gian đấy thì người ta sẽ lau, người ta sẽ chùi rồi nó sẽ có va chạm nhẹ này nọ đấy, thì nó sẽ không thể tránh khỏi được đấy. Còn tuy nhiên nhà em mua những cái hàng siêu thị là người ta đã có cái sự chọn lọc rất là kỹ rồi, quý vị nhìn này đấy. Hàng về siêu đẹp đó. Đấy, quý vị thấy không? Hàng siêu đẹp luôn đó. Gọi là siêu đẹp luôn đấy. Tuy nhiên nó sẽ có những cái dấu hiệu của việc sử dụng rồi đấy, chứ không phải không nha quý vị nhá. Đấy, để trả lời câu hỏi một số quý vị mong ước rằng hàng đẹp như mới, thì đương nhiên hàng nhà em thì nó phải rất đẹp và cũng gần như mới đấy, gần như mới thôi quý vị nhá. Đấy, bên này em là có một cổng USB này. Đấy, cổng mạng LAN này, đây là hệ thống tản nhiệt của bọn này thì dụng thuộc dạng xuất sắc rồi. Đây, bên này thì có cổng Type-C này, đây là kết nối của cái cổng truyền dữ liệu này, đây là cổng USB này, đây là cổng HDMI này, cổng tai nghe này, cổng thẻ này. Đấy, bây giờ thì em sẽ lật mặt sau của nó ra cho chị xem nhé. Nói chung là mặt sau của nó thì vô cùng đẹp luôn nhé, nói chung vô cùng đẹp. Hàng nhà em lấy về thì thuộc diện là đẹp, siêu đẹp luôn. Bây giờ em mời quý vị và các bạn là xem bên trong của em nó nhé, và cấu hình. Đây, về bên trong của em nó thì em này thì được gọi là diện là đẹp gần như mới nha quý vị nhé, đẹp đẹp như mới. Đấy, hàng gọi là siêu đẹp luôn. Đấy, dòng 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 đây đây là dòng P53S, dòng này cũng mới sản xuất gần đây thôi nhé quý vị nhé. Bàn phím ở đây đã có bàn phím số bên hông này, bàn phím rất to và bàn to rộng đánh rất sướng nha quý vị nhé, bàn to đánh rộng đánh rất là sướng. Cấu hình của em nó như sau, con này là Core i7-8665U. Chạy 8 chip CPU và xung nhịp là 2.1 GHz. RAM của nó là RAM là 16 GB. Của nó là i7 quý vị nhé, i7 và chip là chạy 2.1. Nhưng mà dòng này thì nó lại khác hoàn toàn với những cái chất lượng linh kiện của những dòng khác quý vị nhé. Những chất lượng linh kiện ví dụ như là của những dòng nó rẻ tiền, những dòng ví dụ dòng 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 đời nó thấp hơn thì cái chất lượng linh kiện nó sẽ kém hơn này nhiều, cho nên là về cái tốc độ con này nó sẽ xử lý nhanh hơn nha quý vị nhé. Nói như thế nào cho quý vị hiểu nhỉ? Đấy, chẳng hạn như là nói về cái quạt đi. Đấy, cũng cùng với cái thông số với nhau, nhưng mà một cái quạt là mình sử dụng cái dây chẳng hạn như là một dây đồng chẳng hạn, một cái quạt sử dụng là dây kiểu dây pha đồng chẳng hạn, thì hai thằng nó sẽ chất lượng không thể nào mà như nhau được. Mặc dù là về tốc độ gió quạt chẳng hạn có thể người ta sản xuất như nhau, thế nhưng mà về chất lượng thì không thể nào bằng nhau được. Đấy, phải nói
xác định luôn. Và máy tính này nó liên quan đến việc sử dụng lâu dài, và khi ban đầu sử dụng thì đối với các dòng máy khác có cùng cấu hình như này, nhưng thời gian ban đầu khoảng tầm nửa tiếng hoặc một tiếng có thể chạy sẽ ngang nhau, nhưng về chạy về lâu về dài thì con này nó sẽ chạy mượt hơn nhiều. Đấy, nó lại là như vậy, nó khác nhau hoàn toàn. Và mình chỉ cần hiểu là cái chất lượng của cái dòng P là chất lượng cao cấp nhất của dòng ThinkPad đó, và mình sử dụng của nó thì không phải suy nghĩ luôn nha quý vị nhé. Con này thì có một cái con này là có độ phân giải màn hình là 1920x1080. Tuy nhiên về cái độ xử lý màu sắc của nó thì nó quá siêu việt luôn. Cùng xem hai cái video khác nhau, hai video giống nhau của hai máy khác nhau, nhưng con này cho chất lượng hình ảnh đẹp, đẹp tuyệt vời và đẹp hơn nhiều. Đó, vì nó xử lý của nó, vì cái xử lý hình ảnh của nó rất là tốt nhá. Đấy, nhất là dòng P này của nó xử lý hình ảnh siêu tốt. Ngoài ra đây là một cái mẫu máy mà dành cho doanh nhân, dành cho những người làm, những người gọi là có tiền thì nói cũng có tiền thì cũng không phải. Nhưng mà ví dụ như là chúng ta đi ký hợp đồng hợp tác chẳng hạn, thì đối với những dòng P khác nhé, đối với những dòng P khác thì nó dày, nó dày cộp lên, nó dày như này. Chẳng hạn như con này nó chỉ mỏng này thôi. Thì khi mà mình đi ký hợp đồng và mình mang máy tính đi chẳng hạn, thì quý vị không thể nào mang cái con máy dày cộp đi được. Đó, thì nó chỉ có lúc đấy là mình chỉ có mang những cái con máy như thế này đi thôi, thì nó hợp lý, chứ không thể mang con máy quá là dày và cồng kềnh để đi nha quý vị nhá. Đó. Đấy là lý do tại sao P53S lại ra đời là vì thế, để nó sẽ gần như là khi di chuyển mình sẽ thay thế những dòng P kia. Đó. Tiếp theo ở đây đối với dòng này nó cái độ bản dày nó không dày, cho nên là ở trong này nó tuy nhiên nó vẫn đưa vào một cái cạc đồ họa là P520. Đó. Đối với những cái máy dày, đối với những cái máy mỏng như thế này, thì khi mà họ đưa vào một cái cạc đồ họa là khi mà chúng ta đi ký kết hợp đồng các thứ thì chúng ta vẫn có thể xử lý được về cái đồ họa nha quý vị nhá. Đó. Cạc đồ họa này của nó là 2GB, cạc đồ họa 2GB và có thể được share lên tới tổng là 10GB. Đó. Rất là ok. Vâng, với cấu hình này của nó thì như thế này là quá ok rồi quý vị ạ. Con này có ổ SSD là 512GB. Đấy, với ổ 512GB này quý vị có thể tha hồ lưu giữ dữ liệu thoải mái luôn. Đó. Vâng, dung lượng rất là lớn nha quý vị nhá. Quý vị an tâm có thể lưu giữ dữ liệu thoải mái luôn. Đó. Dạ vâng, đó. Con máy siêu đẹp, siêu VIP. Tất cả dòng này nhà em nhé, em cũng xin nhắc lại, tất cả dòng này nhà em là hàng về là có như nào nhà em bán như thế, hàng về nguyên bản nhé, cam kết với quý vị là hàng về nguyên bản luôn. Đó. Có thế nào bán thế. Nhà em kể cả có sứt, có sẹo, có tí bong sơn, chóc sơn, nhà em cũng không có đi sơn đâu ạ. Vâng, để nguyên như thế, không có mang đi mang lại làm gì mà vừa mất thời gian vừa mang tiếng. Vâng, đó. Cái này là nhà em là bao test cho mọi người 7 ngày từ ngày nhận hàng quý vị nhé. Và tặng kèm theo sạc zin của hãng nhé quý vị nhé. Tặng kèm theo sạc zin của hãng. Đó. Em xin được báo giá con này. Giá của con này là 11.900.000 nhé quý vị nhé. 11.900.000 cho con P53S này. Đấy. Quý vị nào lấy thì alo cho em nhé. Số điện thoại của em là 0966 594 581, địa chỉ là 57 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội. Zalo của em nó cũng là số đấy nhé quý vị nhé. Em xin cảm ơn và hẹn gặp lại quý vị vào video clip tiếp theo của bên em.